Thưa quý vị, tuần qua có nhiều nội dung báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực tài chính, trong đó có nội dung thành lập quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm cho người nghèo do Bộ Tài chính quản lý. Báo điện tử Đảng Cộng sản, báo điện tử Chính phủ, báo Sài Gòn Giải phóng có tin thành lập quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Các báo cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 656 ngày 16 tháng 7 năm 2024, thành lập quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Bộ máy quản lý quỹ sử dụng con dấu, kinh phí và bộ máy cán bộ công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, không sử dụng từ nguồn thu của quỹ để chi trả kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý quỹ. Báo chí tuần qua cũng thông tin nhiều nội dung liên quan đến việc thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ. Báo Tiền Phong có bài, bội thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Báo Đầu Tư có bài, thuế thương mại điện tử tăng mạnh nhưng còn khoảng trống. Tạp chí điện tử VN Media có bài, thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ. Các báo cho biết, nửa đầu năm 2024, thu thuế thương mại điện tử tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin rà soát thông tin hoạt động thương mại điện tử. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 101 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế hơn 4.039 tỷ đồng. Lũy kế từ thời điểm triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay tổng số thuế đã nộp hơn 15.600 tỷ đồng. Đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước, 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu cơ quan thuế quản lý 1,8 triệu tỷ đồng. Số thuế đã nộp khoảng 50.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, năm 2023, doanh thu quản lý 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp 97.000 tỷ đồng.